được quay lại để bàn giao như là nghiệm thu cái công trình của nhà chú cô. Thì không biết là trong quá trình làm việc thì bên nội thất Á Châu bên cháu có làm cho chú cô hài lòng về chất lượng của sản phẩm dịch vụ này không ạ? Cháu mời chú được không ạ? Trước hết mọi bây giờ là cũng rất cảm ơn công ty Á Châu đã hợp tác với gia đình nhà chú để làm được bếp này. Nên của bếp này về chất lượng ban đầu chúng ta nhìn thấy là tốt. Dạ vâng. Nó tốt, sạch, bóng và hiện đại. Dạ vâng. Đấy, thì còn công nhân lắp đặt đấy thì dạ có trách nhiệm. Và khi nào cần thiết những cái gì mà yêu cầu của chủ bắt đầu sửa chữa cái gì thì đáp ứng kịp thời. Như vậy rất là tốt. Dạ vâng, cháu rất cảm ơn chú Dự ạ. Thì cháu cũng nhờ cô là cô có một cái góp ý nào đấy về cái quá trình về chất lượng của sản phẩm cũng như là chất lượng dịch vụ của bên công ty Á Châu bên cháu để cháu sẽ khắc phục được tốt hơn được không ạ? Cháu mời cô ạ. Cô thấy rằng tạm thời bắt đầu cô rất hài lòng. Dạ vâng ạ. Còn có vấn đề gì nữa thì cô sẽ phản ánh. Dạ vâng, cháu thay mặt công ty là cực kỳ cảm ơn chú cô. Chúng cháu đã gặp được những khách hàng rất cực kỳ tốt ạ. Nên cháu chúc chú cô là và gia đình mình một năm mới nhiều sức khỏe và có nhiều bữa ăn ngon hơn với không gian bếp mới ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Vâng, cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Vâng, cảm ơn chú cô.